Xin chào tất cả mấy chú đã trở lại kênh của em nữa nha. Thì hôm nay em lên tiếp tục clip bán đồ nghề với đồ điện nữa mấy anh ơi. Đây, đồ điện với đồ pin nó chỉ còn vậy thôi. Rồi dưới bên đây là phần đồ nghề nha mấy anh. Đó. Đồ nghề thì nó cũng chung khá nhiều nhưng mà hôm nay em lên ít hơn mỗi khi xíu. Rồi thì những món hàng nặng thì em anh vui lòng cọc giùm em ha. Rồi khách mới vui lòng cọc giùm em luôn. Khách mới vô lòng cọc 50.000 hay 100.000 tùy theo món hàng ha. Thì em sẽ đi đơn. Món hàng em thông báo đây á mấy anh, tất cả đều bao ship hết trơn luôn nha. Rồi thì bây giờ em sẽ vô món đầu tiên của ngày hôm nay luôn. Rồi, em vô số 1 nha mấy anh. Số 1 của em là mấy cái máy pin. Mấy cái này thì em nói chung là mắc mụn như mỗi khi luôn á. Đưa cái đưa viết đây. Mã số 1 em bán giá 330.000. Nó gồm là 5 cái máy nha mấy anh, một con bắn vít Makita, con này 9.6 nha. Này ế hởm. Này là hàng ế. Hôm nay em sale 4 5 cây luôn. Đó, con này 9.6 bắn vít ha, có vỏ pin. Máy nói chung em bao không có bể nha mấy anh ơi. Cây thứ hai là một con Trung Quốc. Con này là 14.4 nha mấy anh, có vỏ pin luôn. Con thứ ba là một có con bắn vít. Con này là 12V luôn anh, Trung Quốc xuất Nhật luôn, cũng có vỏ pin luôn ha. Với một con khoan, khoan này cũng 12V luôn nhưng mà Trung Quốc luôn. Đó. Với con bắn vít. Với bắn vít này hình như cũng 12V luôn nè mà nó hiệu Makita, nó không có vô pin. Rồi 5 cây giá 330, bao ship nha. Có vô pin cho nên rất là nặng mấy anh ơi. Rồi tiếp mã số 2. Số 2 con máy này là của máy líp trước luôn. Tại vì lý do hứa cọc không cọc mà cái ông này cũng chuyên gia luôn á. Không bao giờ cọc mà hứa mà mua được những cái món hot không à. Món này nói thiệt với anh, líp trước biết bao nhiêu người điện hỏi em cái con này luôn nè. Vậy mà ổng chốt được mà ổng cọc thì ổng không cọc. Rồi con này là một con Trung Quốc xuất Nhật nha. 5 cấp chuột, 1 cấp khoan, đầu kẹp autolock không kẹt nha mấy anh. Có đảo chiều. Con này thì Trung Quốc xuất Nhật sử dụng điện 100V, công suất con này là 130W nha mấy anh. Có điều tốc luôn nha. Đảo chiều luôn nè. Ngon lành luôn nha mấy anh. Máy chạy ok nha. Máy chạy khỏe gì điện còn ok luôn. Thì cái con này rất là mới luôn á, thấy cũng mới lắm. Đây. Rồi. Mã số 2 em bán giá là 180 ngàn, bao ship. Hôm nay mua không được đó, thì hôm nay đặt lại đi. Chứ họ biết bao nhiêu người hỏi em con nói luôn á. Rồi tiếp mã số 3. Số 3 là mỗi con này con nhám gung, con này Trung Quốc xuất Nhật luôn em anh. Nhám nè. Này về mình gỡ miếng này ra, mình gắn miếng khác vô mình sử dụng thôi à. Công suất thì không biết là bao nhiêu, nó mất tiêu công suất rồi. Dây điện thì còn dây điện nha. Lấy mấy cái thước. Đây về mình cắt miếng nhám dày mình vừa dắn vô à. Chiều dài tức tư nha. Bề ngang 8 phân. Đây thử luôn. Đó, chạy im. Giống cái bàn ủi quá à. Nói chung là máy chạy rất cũng mạnh lắm. Nhưng mà công suất không biết nhiêu nha, nhưng mà nó vẫn sử dụng điện 100V. Con này hôm nay em bán giá là 200 ngàn, mã số 3 200, bao ship. Rồi tiếp số 4. Số 4 cái con này nó thiệt với anh, hình hầu như là em lấy gần 10 tấn hàng có một con duy nhất. Em có một con nghe người ta không biết sao nhưng mà em ở em cho em thì có con một duy nhất thôi. Con này thì nó là hiệu gì? Mamin gì đó mấy anh ơi. Sử dụng điện 100V nè, 110V nó là cũng như sử dụng điện 110 mình á. Rồi công suất của nó thì không thấy đâu để mấy anh ơi. Nó chỉ để là 50 60 trên giờ thôi à. Mã này là New York USA nha mấy anh ơi. New York USA là của Mỹ nha. Ừ. Con này thì nó là cái dạng cắt giải á mấy anh. Lưỡi của nó thì không biết bé không nữa, để em thử. Cái lưỡi nó thì nó sẵn vậy luôn nè, nó về vậy luôn nè. Cái này hơi sát nãy em có xịt miếng 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 dầu vô thì dây điện thì cũng còn luôn, máy thì nó gọn nhẹ.
lấy miếng vải cắt thử luôn. Anh Tân kiếm miếng vải anh Tân rồi. Máy này không biết chạy. Ừ nè, có tay bóp bóp đây nè mấy anh. Nè. Ủa sao kỳ vậy? Kêu ta ta vậy. Nói chung là máy chạy cũng cái này chạy em gu à. À ý là vừa mài vừa cắt luôn hả? Tôi biết. Ghê vậy. Dễ thun nha. Nhẹ nhàng. Tao kiếm giải khác đây. Dễ thun là khó cắt nhất. Biết đâu nãy một. Không có một gì dễ gì một. Nè không kéo luôn nè. Ờ vậy hả? Nè. Đã quá. Nhẹ nhàng. Vậy là chắc mấy người cắt giải cây rồi là vậy hả? Dây cây tao có máy bự hơn nữa. Dạ. Nói chung là ok, vừa cắt vừa mài luôn. Ở dưới này nè. Ở dưới đây nó có một cái cục đá dành nó mài luôn mà anh. Trên đây một cục nữa. Đó. Thì ai biết đâu thì vậy mấy anh, về mấy anh cứ tự nghiên cứu nữa đi. Em chỉ bây giờ em test nó cắt đứt vậy đó. Rồi số 4 nghe giá 400 bao ship luôn nghe mấy anh. Hàng hiếm. Số 5. Số 5 là một cái con này không biết làm gì, cắt gì không biết. Dây điện thì còn. Con để về mày giao chiếc nách luôn. Sử dụng điện 100V, công suất con này là 30W hà. Đó. Thì nó cũng giống giống con kia vậy đó, nó cũng nhỏ xíu gì nè. Mà lưỡi này chắc lưỡi tấc nha. Đó. Nó còn cái lưỡi luôn, lưỡi này hình như mài hay gì em không biết nữa, nãy anh thấy ảnh lấy cục sắt anh mài đó mà không biết đúng. Rồi ghim cho thử coi. Thử nó chạy làm sao nha. Công tắc nằm dưới đít nè. Ồ, con gu à. Đó. Thử cho nó là bán cho nó luôn á. Đồ lít dao á. Nè nó lót luôn nè. Bán không? Được. Bán luôn. Đúng rồi, chắc là liếc dao. Cái nữa hợp kim mà. Rồi, ai mua dao này bán luôn. Rồi. Rồi, cái con này mã số 5 nghe mấy anh, giá 330.000 bao ship luôn thì nó còn lỗi vậy đó. Mà cái dao này nó cũng bán bán. Được kim tao à. Rồi test lên cái con kia luôn đi. Khoan đi. Con này. Lên con thanh lý chết kìa. Con này trái rồi, khỏi kim. Con này bị khét đen rồi. Mã số 6. Em bán con này giá là 450 nha. À. Thì cái đầu nó còn dính cục ngu lông vậy luôn á. Mã của nó là 6. Hiệu Makita, con này sử dụng điện 100V, công suất 1050W. Đầu này là chắc đầu ngu lông 1/2 quá à. Gì? 3 phần mấy á? 3/4. 3/8, 3/4 đúng rồi, 3/4. 3/4 à? Thì nó còn nắp đít luôn như vậy nè mấy anh, dây điện thì còn. Mà con này cháy rồi, em không có thử điện nha. Nè, con này là mã nó nè. Nó bắt con ốc đây luôn. Ừ, sẽ giống cái máy bông bông nha. Nè, nó nè. Ừ. Chắc ở Việt Nam mình có bán phụ tùng này kia rồi á. Đưa cho này ghim vô. Thôi. Nó bị giật nha. Thôi. Đụng vô nó tê tê. Nó cũng còn chạy nữa mà chạy. Đụng vô nó tê nghe anh em. Rồi, mã số 450. Số 5. Ủa? Mã số 6 nghe giá 450, con chết queo. Anh cứ điện tới nó con chết queo là được. Rồi lấy dụng dây điện nói vô con bắn chích ta giùm đi. Số 7. Một con hiệu này là hiệu quá trời cổ rồi. Cổ lâu sĩ luôn, không biết đời nào luôn. Dây điện thì còn găng găng hết rồi nghe mấy anh ơi. Tại cổ quá cổ. Con này hiệu Nati Natonan nè. Đó, trời ơi cái tem. Sử dụng điện 100V, công suất con này là chắc 300W đó man. 300W nha. Đầu kẹp con này 10 ly. Đó, ra vô ok ha. Ừ. Khoan một chiều, gió nhôm một chiều, không đảo chiều. Đó. Đây, thử điện luôn. Nó biết bao lâu mà dây điện nó cũng còn nữa trời. Đi go. Nhèo có chút xíu nữa anh ơi. Nè. Đó, nhèo có chút nữa rồi. Máy chạy êm ha. Rồi, mã số 7 giá 200.000. Rồi, số 8.
Số 8 con này con khoan cổ luôn, hiệu Hitachi. Dây điện cũng còn luôn. Cái kiện điện này nó thay hay gì rồi? Đó. Hiệu Hitachi, đầu kẹp con này 6,5 ly, sử dụng điện 100V, công suất con này là 200W nha, 200 hoặc 230 nha mấy anh. Đây nó khắc chữ luôn. Quá trời luôn. Ingo à. Một chiều không đảo chiều gió nhôm giùm em ha. Chạy em ngu nha mấy anh. Không thấy nheo lửa luôn. Nheo cũng có nheo chút xíu xíu à, không có nhiều. Cái con này mà trâu lắm. Mã số 8 giá 130. Rồi tiếp mã số 9. Số 9 con Hitachi. Con này đầu kẹp 6,5 ly luôn mà anh ơi. Sử dụng điện 100V, công suất con này là 250W. Dây điện còn. Này, đầu kẹp 6,5 ly ha. Nó có một chiều à, không có đảo chiều nha. Ngoại hình con này còn mới. Cũng chạy ingu luôn mấy anh ơi. Nè. Nheo xíu à, không thấy luôn. Nè. Máy chạy im nha. Ủa? Em gài công tắc nó lại luôn. Rồi, mã này là số 9, 130.000, rất dễ xài mấy anh ơi, có 130.000. Số 10. Con này bán giá 190.000. Nhỏ con này đầu kẹp 10 ly lận hiệu Hitachi. Sử dụng điện 100V, công suất con này là 400W nha. Đầu kẹp 10 ly khoan một chiều vỏ nhôm ha. Ngoại hình máy nè, dây điện còn luôn em anh. Con này dơ quá. Nheo có chút xíu lỗ à, không có nhiều. Đó. Rồi, mã này là mã số 10, giá là 190.000. 11. Con này em bán giá là 300.000, quá mới. Đầu kẹp con này 13 ly. Hình như con này giống như xài lướt luôn vậy mà anh. Con này giống như xài lướt vậy đó, quá mới. Ghim rồi. Con này là con khoan hiệu Hitachi, sử dụng điện 100V, công suất con này là 620W. Vỏ nhôm một chiều không đảo chiều, quá mới. Ngoại hình nè, chưa vệ sinh mà quá mới mấy anh ơi, dây điện nè. Dây điện còn ngon lành tình đạo luôn nha. Đầu kẹp nè, trời ơi không có kẹt luôn, còn khá là mới luôn nha. Rồi. Lại ok luôn mấy anh ơi, nheo có chút xíu lửa mà. Cái con này á, là con mấy con ốc nó còn titan 7 màu luôn á. Ốc còn 7 màu luôn nha, mới lắm. Mã 11, con này giá 300, bao ship. Tại nó quá mới mà. 12. Con này cũng thấy gớm. Con này là con khoan gốc cổ nha, hiệu Hi. Ủa? Hiệu là Senko. Đó, hiệu máy quạt. Hiệu Senko. Cái này thì quay được không? Quay được luôn. Cái này thì quay được luôn nha mấy anh. Muốn quay đâu quay. Chào anh. Hả? Hiệu này hiệu Senko. Rồi không biết công suất bao nhiêu watt luôn. Đầu kẹp con này 6,5 ly nha mấy anh. Ga vô kê nè. Nó đầu kẹp nhẹ nhàng kình đào. Đó. Máy thì nói chung cũng nhỏ gọn, vỏ nhôm một chiều luôn. Rồi ghim. Con này nheo xíu lửa mấy anh ơi nè. Con này hơi nheo lửa nha. Ủa con này nó chạy kì vậy? Nó hơi chiêu lửa, chạy nheo lửa. Hơi nheo lửa nha. Con này em bán giá 230. Rồi 12. Ủa 12 con này em bán giá 220. Ủa 230.000 nha. Hơi nheo lửa. 13. Một con khoan Hitachi. Con này có điều tóc có đảo chiều luôn luôn. À, thì nó là vỏ mũ nha anh, tay cầm còn luôn, có búa luôn. Con này sử dụng điện 100V, công suất là 350W, tay cầm tay trái luôn nè. Ủa tay phải.
chưa? Điều tóc nè, điều tóc còn ok mấy anh ơi, nheo có chút xíu nữa à. Đảo chiều rồi. Có đảo chiều luôn nha. Phải không? Có đảo chiều luôn, bây giờ có búa luôn nè. Búa thì mình dặn ngay chỗ cục này. Đó, búa đó. Ủa? Nè, ai biết bán vít hả búa? Quên kia, quên luôn. Con này đâu có bán vít hả? À, có bán vít chế độ bán vít mấy anh ơi. Hả? Hả? Chế độ bán vít hả? Để vô nó mới quay. Ừ. Vậy đi nhé, vậy đi. Con này vừa có chế độ khoan. À, khoan với nó là chế độ khoan thường thôi mấy anh ơi, không có búa, nhưng mà nó có chế độ bắn vít nha, đầu kẹp 10 ly. Con này thì nó có chế độ bắn vít luôn, có đảo chiều luôn, có điều tóc luôn nha. 13 bán giá là 350 nha. Có đồ dặn luôn nè. 14 con này là con Hitachi, vỏ mũ dây điện còn, thì nó là dạng khoan bê tông. Nó có hai chức năng, ở hai chiều luôn, nhưng mà nó chạy được còn có một chiều. Một chạy có chiều vô à? Nó chạy có một chiều vô rồi mấy anh ơi, chiều ra hư rồi. Nói chung là bây giờ nó chỉ còn chạy một chiều thôi. Chức năng của nó là chạy hai chiều, nhưng mà bây giờ nó chạy còn có một chiều một thôi. Hiệu Hitachi ha, sử dụng điện 100V, công suất con này là 500W. Đầu kẹp nè, gắn cái mũi này rất chuyên dụng, mua mũi này nào mua nào cũng có hết trơn á. Tay cầm còn luôn, ngoại hình nè. Có được tóc luôn mấy anh, con này có được tóc luôn nè. Có hút bụi gì luôn nè. Khoan thường nè. Không búa nè. Nói chung mà búa thì kia còn, nhưng mà còn khoan được có 1 chiều một thôi. Mã 14 giá 400. Rồi tiếp mã 15. Một con bắn vít hiệu Makita, vỏ mũ. Con này không có gì điện nha mấy anh, có đảo chiều luôn nha. Sử dụng điện 100V, công suất con này là 490W. Đó, ngoại hình nè. Để em cho cái đầu vít, cho bằng vít vô đi. Để em cho cái đầu vít gắn vô đây ha. Rồi thử điện, nó không có gì điện nha mấy anh. Nè, đi kiếm cái đầu vít cái mình này. Dạ. Đây, kiếm được một cái đầu vít rồi. Bây giờ em gắn vô em cho mấy anh luôn. Thì nó không có dây điện thôi á. Dạ. Trời ơi, chạy em rồi, nheo có chút xíu nữa mấy anh ơi. Cái đầu này mình đè xuống thì nó xoay nha. Đó, nói chung là còn ngon lành. Mã 15, con này bán giá 130. Cho ông dây luôn đi. Rồi tiếp 16. Một con máy xôi chà bá bự luôn. Máy xôi gì? Chứ không máy gì. Mài. Một con máy mài. Máy mài mà gắn đá hay gắn đụng. Nó lại mẹ máy xôi luôn, trời ngồi đi. Thiệt chứ. Máy xôi con này là con hiệu Hitachi nha mấy anh. À, con này mất. Sử dụng hả? Điện 100V, con này công suất là 325W. Nó để là 100mm là đá cắt một tấc hả? Cái con này là đá cắt một tấc nha. Nè. Thì hả? Nó với nhôm. Cái con này là chức năng nó là một là mình gắn cục đá, đá mài. Ừ. Hai là cái cục bu lê á. Ừ. Để là mình cầm mình chùi gì thế hả? Hiểu rồi. Cầm mình chùi. Mà nó mất tiêu cái chén rồi. Mất tiêu chén rồi. Chị nó chỉ có chén. Vậy thôi. Mà con này mới mà, không? Rồi, nghiêm điện. Điện gu luôn. Điện gu. Mà mới. Báo cà. Im thiệt mà anh. Con này bán cho mấy anh giá là 430.000 nha. Mã 16 giá 430. Đó, còn mới. Về mình kiếm chén mình chế vô, hay là mình đi mua chén khác nha mấy anh. Mười bảy là một con máy mài hiệu Hitachi, dây điện còn, bọc lưỡi còn, chụp lưỡi cũng còn luôn.
còn cái máy luôn. Rồi đây. Đó. Con này em bán giá 280.000 nha. À, hiệu Hitachi, sử dụng điện 100V, công suất là 530W. À, sử dụng đá cắt 1 tấc luôn nha mấy anh. Ừ, gọi game. Máy chạy êm mấy anh ơi. Nheo có chút xíu lửa thôi à nha. Nói chung là máy chạy êm ha. 17, con này em bán giá 280. Bao ship luôn nha mấy anh. 18 là một con máy mài hiệu Makita, con này vỏ mũ nha. Sử dụng điện 100V, công suất con này là 570W nha. Dây điện còn luôn nè, còn một chụp lưỡi nha. Còn chụp đá chứ không phải là ấy em anh. Đây thử luôn nè. Con này thì nó hơi dơ. 18 em bán giá 250. Ăn đi, đi. Rồi đâu rồi? Con này. Hả? Cái này hả? Có hai con này hả? Trời ơi. Chưa mấy con chạy. Đợi tới ngày mười mấy vậy? 18 này. 19. 19 nha mấy anh, nguyên combo này giá 500.000. Hả? 450 à? Tao ghi 500 cha. 450. Con này em bán giá 450 nha. Nó để em đem hết lên luôn. Con này thì nó vậy nè. Một con máy khoan vậy nè, hiệu Hitachi nha. Con này sử dụng điện 100V, công suất là 340W. Ai thích lạ thì sưu tầm, thì mấy con này là nhức nách. Con này thì rất là mới luôn. Chạy ok. Chạy em câu không? Rồi. Nó sẽ kèm theo một cái đầu, một cái đầu bào hiệu Hitachi. Nguyên cái này thường thường em gọi là container đó. À, Hitachi nè, mới lắm. Đây, lưỡi bào nè, để em coi lưỡi bào này chắc 82. Lưỡi bào này lưỡi bào 82, không mẻ giùm em ha. Nè, lưỡi còn sáng dớn dần dần luôn. Đó, nè. Bàn còn đẹp nha. Thì giờ mình gắn cái đầu mấy cái máy khoan này mình gắn vô là mình chạy thôi, nó chạy thôi à. Đó, vậy là nó chạy thôi đó, vậy là nó bào thôi đó mấy anh. Con khoan mà ra thành con bào. Rồi con cắt gỗ luôn. Rồi game đi. Chưa vô khớp. Rồi chưa? Rồi. Ok. Nè mấy anh, đã lắm. Đó, đã không? Ừ, rồi. Mình kêu vậy luôn. Rồi nhạc, sao vậy? Rồi tới con cắt gỗ. Con bào này ok đó. Rồi đem xuống đi. Rồi tới con cắt gỗ, bàn thì này kia còn mới nè, lưỡi đang sử dụng lưỡi thường nha. Đó. Còn mới lắm anh. Lưỡi này là 140 hả? 140 nhỏ nè. Chứ nhiều. Tấc 6. Lưỡi này tấc 6 nha mấy anh. Đang sử dụng lưỡi tấc 6 á. Nghiêng được luôn. Nghiêng cắt nghiêng được luôn. Mấy anh muốn nghiêng chiều nào mấy anh nghiêng. Hay cái máy này là 1 trong 2 á, 2 trong 1 á. Là 4 cùng 4 lượng mà mình không đủ á. Em có con lọng luôn nhưng mà nó khác ở đầu. Anh nào mà muốn lấy cái con chưa. Anh nào mà muốn lấy cái đầu container nãy á mà nó xài găng này nha. Là em còn luôn, em còn hai đầu container vậy á. Mới vậy luôn á. Không có cái máy. Mà máy hết rồi, chỉ có một cái này thôi. Anh nào muốn lấy này mà muốn lấy thêm hai cái container rồi. Kia á, lấy em bán luôn. Đó, đã không? Ngon lành. Rồi, mã này là mã 19, giá là 450 nha. Rồi, ai lấy tông tên thêm thì có luôn. Còn bào. Còn hai cái tông tên y chang vậy. Tông tên.
Em kêu là cái tông tên ơi không mà. Rồi tiếp. Rồi ơi con cắt gỗ này nhức nách mà ơi. Nhức nách nách. 20. Mã 20, một con cắt gỗ dây điện khủng khiếp luôn. Đó, hiệu này là hiệu Makita nha mấy anh. Nè. Màu vàng này rất cũng hiếm hoi lắm á. Sử dụng điện 100V, công suất con này là 650W, sử dụng đá cắt 155 đến 160. Đây, đang sử dụng lưỡi hợp kim luôn nha mấy anh. À, hiệu Bitcoat như nè. Lưỡi này thì nó bị hình như găng á thì nó còn nguyên, nhưng mà có một găng là nó không nhọn thôi. Mà nói chung là lưỡi còn nguyên đi. Lưỡi này đang sử dụng lưỡi 160, máy mới lắm. Con này rất cực kỳ mới luôn nha. Đó. Rồi. Game. Thử. Con này có thắng từ. Thắng cũng nhiều nữa, nói chung hơi yếu một xíu. Vậy mấy anh xài từ từ là nó thang nó sạch lại là nó có thắng mạnh lại à. Mã 20 nha. Giá 300. Rồi tiếp mã 21. 21 con cắt gỗ. Con này hiệu Makita luôn, vỏ mũ nghe, dây điện còn luôn mấy anh. Nè, dây điện nè. Còn ha. Đó, lưỡi đẹp dữ. Con này là hiệu Makita, sử dụng điện 100V, công suất của nó là 650W, sử dụng đá cắt 160 luôn. 155 đến 160, đang sử dụng lưỡi Hitachi luôn. Lưỡi này thì bị mẻ một găng nha mấy anh. Lưỡi này thì bị gãy một găng rồi, một găng một thôi nha. Còn mấy kia còn cắt ok. Đây. Cũng có thắng từ luôn. Giá 270. 22. Con Makita. Con đẹp lắm. Thấy cắt gỗ cuối cùng sao con nào thấy cũng đẹp hết á. Con này thì dây điện cũng còn luôn nha mấy anh, mà nó có nói nha. Nó có nói xíu nha, hiệu Makita luôn. Con này vỏ nhôm, sử dụng điện 100V, công suất là 650W, sử dụng đá cắt 160 nha. Đang sử dụng lưỡi hợp kim luôn. Mẻ một găng em anh. Nó bị mẻ một găng một à, hai găng. Rồi, mẻ hai găng nha. Ừ, thử nè. Ừ, thắng khủng không? Nghe qua chút xíu nữa. Mã 22, giá 260. Con này 250 đi. 250, mã 22. 23. 23 con này là hiệu Makita luôn, vỏ nhôm. Sử dụng điện 100V, công suất là 1050W. Nó sử dụng đá cắt 180. Nó bị lỗi một xíu nha mình. 180 hả? Ừ. 180 mà. Được. 190 nè. Đâu? Đâu? Nè. À, lưỡi 175 đến 190 là lưỡi này sử dụng tất chính, lưỡi tất chính nha mấy anh ơi, cái lưỡi mới cực kỳ luôn rồi. Sao giờ? Thì cái máy này bị lỗi xíu. Nó bị nứt lằn ở đây nè mấy anh. Nghe chỗ này nè. Nè. Bị nứt lằn nè thấy không? Nè, nè, nguyên lằn đây nè. Nặng em miếng nhôm mà nè, nhưng mà lần này không thành vấn đề gì đó mấy anh ơi. Lưỡi là nói cái máy này thiệt, em bán giá này là cái lưỡi nó là ăn tiền nha. Lưỡi nó nè, lưỡi nhuyễn nha, hình như còn nguyên không mẻ găng nào hết trơn á, ngon lành luôn nha. Lưỡi cực kỳ mới. Rồi ghim thử dây điện mà có nói wow. Nha, cũng có thắng từ luôn. Đó.
Mã 23 giá 300. Hai mươi bốn là một cái con này hiệu Hitachi C7PA nha anh, sử dụng điện 100V, công suất là 1050W. Con này sử dụng đá cắt 185 hay gì á, dây điện thì nói chung cũng còn luôn nha mấy anh. Lưới này là lưới thường, không biết nữa, nó bị bay mất tiêu. 185 nè. Lưỡi này lưỡi 185 nha mấy anh nè. Lưỡi nó đang sử dụng là lưỡi thường, mà lưỡi lớn. Rồi ghim. Cũng có thắng từ luôn. Nghe chút cửa nha mấy anh. Đó. Con này bán giá 270.000. Mã 24. 270 bao ship. Tiếp mã 25. Một con móc gảnh hiệu Makita hay gì á. Nói chung mà ngoại hình con này nói chung mà nặng quá. Mất tem luôn rồi. Tem nó hết thấy đường là bao nhiêu a luôn. Của cũ anh chùi ra mà chùi nó không ra gai luôn. Trời. Không, con này công suất nhỏ hay gì á. Bây giờ công suất nó không thấy. Hiệu này nó là sử dụng điện trăm rồi đó mấy anh ơi, để thử nó chạy êm không. Con này thì nó đang sử dụng cái lưỡi gì kỳ không biết nữa. Nó hai lưỡi mỏng, một lưỡi móc bự, một lưỡi móc nhỏ nè. Cái này nó chiêm cục đá giữa nữa cho móc cái rằng rảnh nó bự hay gì á. Không có gành luôn nha. Nó chỉ vậy thôi. Thì ngoại hình nói chung là cũng còn mới mới á, cử này kia còn hết luôn đó. Rồi thử dây điện thì cũng còn luôn nha mấy anh. Rồi chạy vậy đó. Rồi con này bán giá là 330.000 luôn đi, công suất nhỏ chai nghĩ nhỏ tại bật lên nha, không áp về. 25 giá là 330 bao ship nha. Rồi tiếp mã 26, một con cắt gốc hiệu Makita. Con này em bán giá là 500.000 nha. Dây điện đứt tiêu rồi mấy anh ơi. Sử dụng điện 100V. Con này công suất là 1050W. Sử dụng đá cắt 200 đến 2 tấc 16. Mình không có lưỡi không? Không. Đó. Thì nói chung là lưỡi không có nha mấy anh. Lưỡi là bự quá không có. Dây điện nè. Thì đứt dây điện luôn. Nào. Bàn này là bàn nhôm. Cắt gốc, cái dạng cắt gốc nha mấy anh. Nghiêng lại được luôn. Nghiêng qua nghiêng lại được luôn nè. Xịn lắm. Nghiêng nè, nghiêng qua đây nè. Đó. Xây nè. Ủa. Chua, nó bị kẹt. Nó bị kẹt cái gì vậy ta? Ê. Chua đây, ngót dài cái. Ừ. Quay đi. Ừ. Xiết ngót rồi quay không được nè. Xiết ngóc ra ngay đây nè, rồi quay lại không được nha mấy anh. Còn mình xá ngóc ra thì mình quay được. Ủa? Đúng rồi, xá ngóc ra. Mà vậy anh em phải vệ sinh mới được, gửi hết vệ sinh luôn. Tại nó bằng nhơ mấy anh, nhầm khi nó bị oxy hóa xíu xíu là nó hơi nặng nặng. Rồi, nói không, chung không có lưỡi. Không có lưỡi nha, nắp chụp đồ này đủ. Nắp chụp này kia còn đầy đủ mà có cái không có lưỡi thôi nha. Chứ không có cộng dây điện. Bàn thì bằng nhôm, con này nói chung là cắt nhỏ nhỏ cũng được. Anh nào cắt nhôm á. 216 rồi. Ừ, nào còn mà qua bán nhờ... còn qua bán có lưỡi, hôm kia bán có tất chín phải không? Dạ. À, đúng rồi tất chín rồi. Rồi game đi thử im không? Em mở nè. Có thắng từ luôn. Xịn vậy. Nè. Chưa. Rồi.
chút xíu nữa anh ơi. Mã này mã 26, giá 500 bao ship nha anh. Hồi tiếp, mã nhiêu rồi? 27, con gung bê tông bán lại hỏm nè, líp ế bị ế líp rồi nè. Hôm nay em bán giá 280 luôn nha. Thì anh nào lấy thì thích thì lấy. Đó, con á, nói chung cũng hơi cổ cổ gì điện gì Đức. Nhưng mà xài ok. Im gu à. Đó, game này nghe. Giờ game đi. Không có chui. Vậy không có chui khó game quá mấy anh. Ờ. Nó còn gung dữ lắm, dịnh không có nổi. Rồi. Thì vậy đó mấy anh. Con clip trước, hôm clip này bán lại 280, 27, giá 280 bao ship luôn. Con này là con ê. Con ê sắc ê. Hôm nay bán không được nữa là đem giục luôn, tại vì nó dài mệt quá. Lần nào đem nó bán cũng cực hết trơn á. Tới con máy đục. Siêu mới. Là 28. 28. Một con máy đục này siêu mới luôn, siêu mới luôn, hiệu Hitachi. Mã của nó là BH40F nha mấy anh. Cứ tra cái mã này lên mạng là nó có. Sử dụng điện 100V. Công suất là 1050W. Ai biết. Thường thường em thấy mấy cái máy này tra mã lên mạng có, ai biết đâu. Thì cái máy này em nghĩ chắc cũng có mà. Dây điện thì còn. Con này á, nói chung là còn rất mới. Nó cũng hơi nhẹ nhẹ chứ không có nặng hôn anh. Thấy nó cũng nhỏ gọn nè ha. Sử dụng mỗi đục là 17 ly. Em sẽ tặng cho anh theo một cái mỗi đục 17 ly luôn nha. Nói chung là còn mới lắm. Ốc cũng còn thấy 7 màu nè ha. Đó. Rồi thử đi. Này nó chỉ có một cái đục luôn. Màu nó đục thôi đúng không? Đục à. Mới. Rồi. Mấy chị em anh ơi. Mà cái máy đục nó phải chạy vô trong nè. Nghe có chút lửa à. Rồi, quá mới. Mã 28 giá 600 bao ship luôn. Rồi, hết máy điện tới đồ nghề. Nay quay ít món thôi mấy anh ơi, không có nhiều như mọi khi. Tại vì không gàm lên suốt luôn. Mệt quá rồi, mệt rồi. Này, tới đầu ngày luôn nha. Mần cũng phải có thời gian nghỉ chứ. Bây giờ mình phải mần từ từ lại nè. Tiếp đi, lên cái giao chế chút đi. Sao vậy? Nè, cái dao này, nếu nó làm, còn gian dở. Anh nào thích cái này thì lấy con này về làm tiếp. Mã 29 nè, cái dao này nè, nó còn làm đang gian dở nha mấy anh, nó chỉ tới đây thôi à nè. Em nghĩ này nè, thép thì xịn nha, nó làm tới đây là nó dục rồi. À nè, cái bề bản nè, chiều dài 1 tấc 75, bản nó bự là 7 phân rưỡi nha mấy anh. Đây còn cái kén nữa, này là cái kén ha, dày thì nó cũng dày được mấy ly á. Đó. Mã 29 130.000. 30 150.000. Mấy cái này là mấy cái dao dọc giấy với mấy cái nhíp nè, một cái nhíp điện tử nè ha, 2 cây, 3 cây, 4 cây. 5 cây nha, với một cây comba. Comba nữa không biết xài gì không biết. Đó. Với cái này là mấy cái dao gọt giấy, một cái đồ bấm tập, nồi bấm tập, bấm ghim á. Hiệu mát. Với mấy cái cây dao cắt giấy nha mình. Hả, 5 cây. Rồi bịch này 150. Mã 30 150. Rồi tiếp mã 31. 31 là một cây dao ghép với một cái cây dao này. Cây dao này nói chung cũng có thấy chữ nè, cán này cán muỗng giùm em ha. Lưỡi nè, lưỡi thấy không mẻ luôn, nhưng mà thấy cũng còn sáng sáng nha. Bề lưỡi này em đo được là 9 phân nha mấy anh. Còn chiều dài hết luôn là 2 tấc 03 nha, 2 tấc 3 nha. Đó. Với một cái dao ghép này, cái này thép xịn luôn nè trời.
có chữ nhật tôi luôn, me luôn nè, cũng hơi mẻ mẻ xíu nha. Rồi mã 31 giá 230.000. Gì vậy? Gì? 31 hả? Ừ. 32 kéo bốm nhé anh, 3 cây. Cây này size là 1 tấc 95. Cây này size 1 tấc 8. Như một cây nhỏ này size 1 tấc rưỡi. Cây này thì không thấy chữ gì trơn. Nè, bề sống này cũng hơi xấu nha, mà lưỡi thì thấy cũng còn ok. Cây này mấy anh nói chung là muốn bán về phải mài thêm nha. Một cây này mỏ này cũng nói chung cũng còn hơi nhọn nhọn, cũng có chữ nhật đồ nè. Đó, lưỡi không mẻ ha. Như một cây bự này lưỡi mẻ là nó hơi nặng nữa. Cây này nó hơi mẻ nè ha. Nè, đó, nó hơi nhăm nhăm vậy đó, về mấy anh mài nha. Rồi, 3 cây 170.000. Mã 32, 173. Nó gồm một cây nhổ đinh. Cây này size 1 tấc 8 em anh. Cây này còn mới, chợ mới luôn. Đó, nè, đầu nại nè. Này là đầu nhổ nha, mini thôi à. Với một cây kìm cộng lực hiệu MCC da băng nha. Đó, lưỡi này là lưỡi cong giùm em. Lưỡi này thấy cũng còn đẹp lắm. Chắc cộng dây điện thử đúng không? Cộng gì? Kẹm này. Đưa đây. Thử em cắt nó ok không? Cắt kẹm chà bá luôn. Đó. Kìa. Nó nhẹ quá hay gì á? Hả? Bóp mạnh lên. Nói chung là nó cũng đứt nhưng mà cái này hình như kẹm nhỏ quá hay sao? Nó đứt đó. Tại em bóp mày bóp từ từ á, đâu đứt đâu. Ừ. Bóp phải dứt phát mới đứt đúng không? Ừ. Rồi, cây này thì em bán dăm 140. Hai cây dạng 140 nè. Mã này là mã 33, 140. Rồi, 34, một cây kìm nhọn. Này có mà có tước dây điện luôn, cắt luôn nha anh. Hiệu Hero. Cây này hiệu Hero nha. Size là 1 tấc 7. Cũng dây điện. Với một cây này hiệu Victory. Victor R. Size 1 tấc 85. Với một cây kìm cát, cây này size 1 tấc 6 nha mấy anh. Cây này không có chữ. Mở cây nào có bấm code luôn nè. Đây. Cắt một phát một. Còn cái cây này á thì ở trong mình cắt nó không có bén hung nha. Còn ở ngoài thì nó bén. Cắt sát ở ngoài thì nó bén. Còn ở trong á thì nó không được bén hung thôi. Nè, ở trong này nó không được bén hung phải không? Còn mấy anh cắt ở ngoài á thì nó bén nha. Đó. Với cây kìm nhọn. Cây kìm nhọn này để em cắt thử được không? Ừ. Không đứt luôn. Không đứt. Không hết găng á. Không hết găng luôn á. Là sao? Lại cộng dây điện bự quá, ngay chân với gọn tuốt gì cũng biết nữa. Mã 34 nha mấy anh. 160.000 ba cây. Rồi tiếp mã 35. 35 là hai cây kèm. Một cây này là hiệu, nói chung là hình có logo này địa nhật nè, size tắc 25 á. Có hai lỗ tước dây điện luôn. Ừ. Đó, cắt bún tẹo tẹo luôn. Ừ. Với một cái cây này là hiệu má ghi. Má ghi da băng em anh. Này. Nói chung ngoại hình cũng còn đẹp nha. Đó. Ừ, nhẹ thôi. Nhẹ nhàng luôn. Với hai cây vít. Hiệu Vixel. Cây này là size 2 tấc 2 hả? Hiệu Vixel nè, hai cây này còn khá mới, một cây cộng, một cây trừ. Còn 500 hít luôn. Ừ. Còn 500 hít luôn em anh. Đó. Rồi. Hai kèm với hai vít giá là 280. Bao ký. Rồi tiếp mã 36, một cây kèm rút ly quê hiệu Lutter. Rồi rút được tới 4 đầu là nghe mấy anh. Hiệu Lutter này con tôm chà bá bự luôn. Kìa cái ly quê kìa. Cây này size 2 tấc 65. Cuồng lần đấy. Rồi bỏ vô. Đang bấm chưa? Bấm. Bung bung. Rồi. Ê dính dính. Rồi. Mình phải đè xuống nó mới rút vô. Gì? Cái gì đó? Cái cây nữa đâu? Cây gần.
một cái, hai cái, ba Út. Cái trời ơi nó văng ra luôn má ơi. Còn ngon lành ba phát thôi là tiêu liền. Gọi này sao gì? Cái này thì đút cái khác vô lại ra à. Bóp vô, em bóp vô đút cái khác vô rồi động cái gà nè. Rất hả? Hồi đó giờ cái này em có sử dụng đâu rồi, em biết nè. Ờ đút vô cái vô, rồi được rồi, hai cục thôi. Rồi 36 nha, giá 300 nha mấy anh, cái này còn mới lắm á. 37, hai cây kiềm quả. Hai cây này hơi đen nha, hiệu tốt, size 2.5, ngoại hình đen, miệng cong, mà cái miệng nói chung là cũng hơi có dấu xíu nha. Mấy cây này hầu như cây nào cũng như cây nấy mấy anh, thiệt. Nếu mà nó không sử dụng thôi, không sử dụng thì nó sẽ còn đẹp, còn mà nó sử dụng rồi là nó bị ấy găng chân à. Cây này hiệu Igo, size 2.5 luôn, ngoại hình cũng hơi đen đen, mỏ cong luôn. Cây này thì găng hơi đẹp hơn cây nãy xíu. Cây này thì đẹp nha, găng đẹp, đẹp hơn cây này. Đó, mà hai cây này em bán giá là 160. Mã 37, 160. 38, kéo tôn. Một cây cắt sóng size 2.85. Một cây cắt thẳng size 2.25. Một cây cắt thẳng nữa size 2.8. Một cây cắt cong size 2.2. Này có chữ nhật ha. Lưỡi cái này là ở trong, trời trời, ở trong mẻ lỗ rồi đó, còn ngoài này còn nguyên ha. Này mấy anh muốn bé thì mấy anh mài thêm giùm em ha. Cây này cũng chữ nhật luôn. Lưỡi này đẹp, không mẻ. Cây này hơi nặng. Nói chung là mấy cây này cũng hơi nặng nặng mấy anh. Lưỡi không mẻ luôn, về mấy anh mài nha. Với một cây cắt sống nè, nói chung là cũng hơi gít gít á, mà này không có mẻ đâu, vậy mà anh mài lại đi là bán dữ thận lắm. Mã 38, giá 220.000, bao ship 4 cây luôn. 39 dũa, dũa giá 200, ủa gì quên tiêu rồi, 200 đâu rồi, giấy đâu, giấy đôi đâu nhưng mà ủa rớt ra hay rồi nè. Mấy à? 39. Ờ đúng rồi, 39, giá 200.000 mấy anh ơi, bao ship nha. Dũa 200, bao ship. Một cây dũa bản nè, một bên gỗ nè, một bên này cũng gỗ luôn, thấy cũng còn mới mới nghe mấy anh. Một cây dũa bản nhỏ, một cây dũa tròn nhỏ, cây này chưa sử dụng nè mà nó bị dính nước mưa thôi đó, mới hơi hơi thôi. Một cây dũa tròn nhỏ nữa. Rồi tới đâu rồi? Có cây bản này đẹp nè mà nó bị dính mua hàng hay gì mà anh ơi. Nhưng mà bệnh nhân vẫn còn dũa được phần dưới đây nha. Một cây dũa gỗ nữa nè. Đẹp ha. Cây này dũa gỗ luôn, cây dũa này cũng còn mới luôn. Với một cây dũa bản. Dũa bản này cũng có sử dụng nhưng mà ít nha mấy anh. Đó. Rồi, mã này giá 200, mã 39, 200.000. 40, đục cây. Mỗi đục cây nó gồm 2, 4, 6, 7 cây nha mấy anh. Có một cây một mất phen đầu nha. Có cây này mất cái phen ở cái giọng trên này. Mà cái này cũng còn dài, lưỡi hay cũng dài nè. Ừ, hình như thấy đủ cỡ luôn hay gì á. Nè, nè. Đây. Ở dưới này. Nè, hình như thấy muốn đủ cỡ luôn hay gì em anh ơi. Nè, mà lựa đại á, thấy thằng nào bự hơn đó là lấy à. Đó, rồi mã 40 giá là 230.000, bao ship ha. 41, một cái eto. Cây này không biết hiệu IKK hả? Hay là KKK ta, có tem này nè. Đó, này nó là tại nó nước sơn nó màu đen em anh. Cái này màu đen ngàm nè, ngàm này là ngàm 50 hay gì á. Đúng rồi, ngàm này ngàm 50 ha. Chén ở dưới còn luôn. Đồ chụp nè, chén dưới còn. Cái cây này hơi cong xíu nè, cây dặn hơi cong. Nhưng mà quay ra còn ok. Cái đe chưa thấy, chưa để lên đập luôn á. Đe nè, có đe luôn. Đó. Nè, ra vô nè. Đó. Này về vệ sinh xíu nha mấy anh.
Ngàm nói chung là đẹp nha. Đó, chúng chưa có dấu gì nhiều hết trơn. Rồi 41 giá là 350 em anh. Con heo tô giá 350.000 bao ship. 42 kìm lạ giá 200.000. Rồi 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây. Đó, 1 cây mỏ nè. Cây này mỏ này mỏ dẹp hả? 1 cây cạp. Cạp này miệng cũng hơi xấu xíu em anh. 1 cây miệng dẹp. Nó hơi nặng, mấy cây này còn hơi nặng. Có cây này hơi nặng nè. Với một cây mỏ dịch nè, hơi nặng. Có chủ nhật luôn nè. Nè. Đó. Miệng nè. Với một cây mỏ dịch này hơi nặng nè. Ừ. Cây mỏ dịch này còn cứng lắm nhưng mà nó còn sát. Với một cái cây này, cây lạ lạ. Không biết. Này có thể dùng búa luôn, rồi kẹp luôn. Rồi nại luôn, rồi nhỏ đinh luôn. Mà nhỏ đinh hơi xấu nha. Rồi 42 giá 200. 43 vít điếu giá là 160.000. Mã 43 160. Rồi một cây này là dặn điếu 10 nè. Rồi chưa, để đọc từ nhỏ tới lớn đi anh. Một đầu này là 5,5 nha. 7. Ủa có 5 không ta? À đây. Một đầu 5, 5,5, 7, 8. Này không biết nhiều. Này nó bị chạy ngay chăng cái số không biết nhiều. Rồi tới 9 nè. Ủa rồi tới 10, 8 rồi tới 10. Rồi cây 10, 2 cây 10 nha. Rồi 11. Rồi thêm cây 10 nữa. 5, 5,5, 7, 8, 10, 10, 10, 11. Ừ, nhiều cây đây nhóm anh, cắn cây nha. Rồi, mã này là mã 43, 160.000. 44, bộ dít hôm nay nè. Dít cũng có 1 bộ rồi mấy anh, nó cũng sai, nó cũng bự bự. 44 giá là 170. Rồi 1 cây dít nè. Trời ơi, cắn cây. Mà đầu ba cây đẹp lắm nha. Đó, còn mấy dít cắn ngủ nè. Nè, xịn không à. Đó, đẹp đẹp không à, vít sale không á mấy anh. Này cái này của vít sale nè. Cái này cũng hiệu xịn luôn, có 500 hít hít luôn hay gì nè, đang thù lùi nè. Đó. Rồi, với cái này là mấy cái cây mà cắn cây. 2 4 6 cây cắn cây, 2 cây đóng nha, còn mấy loại là mấy cây thường. Ôi ôi ba cây không mấy anh ơi. Ba cây bự, ba cây nhỏ luôn nè, có cây ba cây chà bá lự luôn. Có cây ba cây này bự nè, mới luôn trời. Đó. Bỏ luôn đi. Rồi. Một bộ này nha. Bộ này tuyệt vời ông mặt trời. 44 giá là 170 nha mấy anh. 170.000 bao ship. Mã 44. Rồi tiếp mã 45. 45 là nó nhiêu đây nè. Một cây thước với một cây thước thủy. Với một cây này. Đó. Mỗi cái cây này là cây bơm silicon nha mấy anh. Bằng sắt toàn bộ mà cái cây này chưa có sử dụng. Chưa có sử dụng luôn, còn rất là mới luôn. Đó. Cây này chỉ mình gỉ ra. Đó. Cầm mình gỉ ra thôi. Rồi mình bóp nó ép vô. Ngon lành. Có lò xo chồng nữa nè. Ngon lành không? Đó. Một cây thước thủy. Thước thủy còn hết luôn nè. Đó. Thủy thì còn ok. Hiệu Tajima. Cây này của Tajima thước nhôm. Nè nó còn hết luôn. Đó. Với một cây thước này 5,5 m cũng có hiệu luôn nha anh. Đó. Nè ở trong nè, mới. Trông mới lắm. Ừ. 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 Rút rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi. Hai cây này, bảo ba cây này mã 45 ha. Giá 220.000 bao ship ha. 46, một cái đầu khoan. Cái đầu này gắn vô cái gì ta? Máy gì? Máy tiện. Đầu này gắn trong máy tiện nha mấy anh. Dặn ra vô được mà. Dặn ra dặn vô được nhưng mà hơi nặng xíu. Cái đuôi á em đo được là 11 nha mấy anh. Đây nè, đây nè. Hả? Đây nè. Dạ. À, 24.
Ngày 24 em anh. Ở đâu rồi nè? Ngày 24 chạy 25. À 25. 25 nha em anh. Cái này là em ra được 25. Được cái số này, ta nhìn ta cũng biết cái nè. Ờ, hiểu là SVG6x4. Đó. Cái này còn nhận được. Cái đầu kè này hình nó hình đi. Logo nó nội đi Nhật luôn. Đầu kẹp 13 ly. Ra vô được nhưng mà nó hơi nặng. Này em quay cho. Em quay cho đi quay cho. Quay cho nặng lắm. Hơi nặng tay xíu em anh. Ra vô ok nhưng mà có hơi nặng á. Hơi nặng tay. Còn mới. Mã 46 230.000. Con này là cái taro nghe, có thể là 47 một cây taro, hiệu là Hasco gì nè. Là nó để 16 20. 16 tới 20. Nó để là từ 16 tới 20 gì đó mà anh ơi, trong đây hiện nó vậy nè. Đó. Thì nó mới lắm, nó mới chát luôn. Cây này mã 247 giá 230 luôn nha. Lạ quá. 48 chảo C. 4 cây nghe em anh. Ừ. Đây. Một cây này là cảo hiệu gì đó. CRAB 50 mm. Cây này thì nó còn chén luôn, đẹp. Ngoại hình cây này bằng sắt nha. Bằng sắt hay gì á. Còn chén luôn. Rồi tiếp một cái này của hiệu Somat, hơi dính ấy chút này bằng nhôm. Mất chén nha. Cái này mất chén hiệu Somat ngàm 100. Nó để 100. Rồi tiếp một cái này bằng gì không biết, nó cũng hơi nhẹ nhẹ. Nó để là 62 phẩy là nhiêu trời. Không biết. Cái này khoảng là 1 tấc 6 á, 1 tấc rưỡi á mà 150 đi. Cho 150 đi ha. Chén còn mà nó không có hiệu gì hết trơn á, để 6 phẩy phẩy à. Đó. Với một cây này nặng chình chịch, hiệu Super còn chén luôn, ngon lành. Đó, 100 luôn. Rồi, mã này em bán giá 350 nha. 48 4 cây giá 350. Rồi, nặng quá. 49. Một đống này luôn em bán giá 230.000. Một cây bấm ghim xịn nè. Hết ghim rồi, về mấy anh lấy vô nha, hiệu Mát. Đó, mà bấm ghim lạ lắm. Đó, Mát in da băng. Một cái cây này bấm lỗ, bấm con lỗ một đó nha em anh. Bỏ miếng giấy vô thì nó bấm cái bụp. Đưa mượn miếng giấy này cho coi. Ừ. Đây, bấm lỗ tròn ha. Hả? Lạ lắm, mới luôn. Cái này thì nó bấm lỗ áo nút quần gì á. Này bấm nút áo nút quần gì á man ơi. Mới chát luôn nha. Hiệu là gì nè? Toho hả? Nè, Toho. Rất là mới luôn, inox luôn á. Nhưng một cái này là bấm lỗ. Bấm cái bàn này dưới nó bằng gì không biết, nó bỏ vô bấm thử được không? Em nghĩ nè, bấm vô gòn á man. Cái này chắc bấm vô gòn quá. Bỏ này vô để lộn của em á. Mượn. Còn dưới này là cái bấm lỗ, bấm hai lỗ lận nghe anh nè. Đây, nó mất hai lỗ luôn. Nãy tại nó trúng ngay cái coi của em nãy cho nên nó ấy nha. Chứ nó còn bén nè. Còn đồ để đựng luôn rồi nè. Đó. Rồi. Hết nhiêu đây luôn nghe anh. Mã 49 230.000 bao xíu. Rồi tiếp 50 kìm hay nấc. Kìm 2 nấc. 3 cây size 2 tấc. 2 tấc nha anh. 3 cây size 2 tấc. Một cây này hiệu KTC, cây ITC với một cây KTC luôn. Nói chung là cũng còn mới mà hơi dính nước xét xét vậy đó, chứ còn sử dụng ok, ngon lành hết nha. Ra vô nè, nhẹ nhàng. Mấy cái nấc không có tuột. Rồi một cây nhọn. Cây mỏ nhọn hiệu Banzai. Một cây này hiệu Lotter, khá mới. Một cây này hiệu Top, cũng thấy mới mới luôn. Rồi 6 cây, giá 130.000. 130.000 bao ship luôn.
Mã này là mã 50. 130. 51. Chìa khóa này là của clip trước. Mấy anh đặt em mà mấy anh không có chuyển khoản em gì hết trơn á. Thiệt á. Rồi. Một cây này là 67 nha mấy anh, hiệu BTC. Một chìa khóa 8NRR nha, một vòng một miệng nha. Rồi 8, 10 hiệu Toyota Motor. Rồi 12 hiệu KTC, một vòng một miệng. 13 một vòng một miệng. Mã vòng này không biết còn sử dụng được không, không biết nữa, nó luôn tuồn vậy nè mấy anh. Em không biết nó sử dụng được không mà nó luôn tuồn vậy nè. Rồi 17 Hero, một vòng một miệng. 17, 19 hiệu KTC. 22, 24 cái này không hiệu. Với một khóa dòng 12, 14 hiệu Dae Max da băng nè. Với cái cây này chìa khóa dạng ốc đa năng Max in da băng, dặn rất là nhiều cỏ ốc luôn nha. Đó. Rồi mã 51, 180.000 bao tiếp. 52, một cây đuôi chuột hiệu Super 17-21. Cây này chưa sử dụng luôn hay gì á, còn rất là mới, nhìn cái đầu nè. Đó, mới giống như chưa xài luôn mấy anh. Đó. Còn ok ha. Trắng tươi 52, 130. 53 khẩu. Khẩu này khẩu 1/2. Ủa phải 1/2 không? Khẩu này là khẩu 1/2 nghe mấy anh, giá 500.000. Đây, thì cái khẩu này là khẩu 1/2 nghe mấy anh. Nó gồm những cái đầu này nè. 10 hiệu Ton, 12 Lotter, 13 Mitoyo, 14 Mitoyo, 15 Ton. 14 Mitoyo, 16 Ton. 17 Asahi, 19 Ton, 21 là 21 ngắn nha, hiệu KTC. Còn 21 dài không có hiệu. 22 hiệu Ton, 23 Mitoyo, 26 BTC, 27 Ton, 30 Mitoyo. Nói chung là mấy cục bự là nó xịn không nha mấy anh. Mấy cục nhỏ thì thường thường nó có đóng, nhầm khi nó không có đóng. Nhưng mà đa số là xịn. Với một cây cục ngắn nè, một cây nối ngắn nè, một cây nối dài, với một cái lắc léo nè. Made in da băng luôn nè, cục lắc léo made in da băng luôn. Một cái cây cần hiệu Ton. Cây này là 12.7mm gì nè. Đó. Nói chung là hơi gơ xíu nha, cái này có qua sử dụng rồi nên hơi gơ. Nhưng mà nó còn nè, đó. Vô được nè. Ra được nè. Đó. Ngon lành ha. Rồi bộ này hiện nhiêu đó, có nhiêu đầu đó em đọc hết rồi đó. Bộ này em bán giá 500. Mã 53 500. 53 500. 56, ủa 54. 54 thì này này nó có hai loại. Khẩu này là khẩu 3/8, chuyển loại 1/4 nữa. Chuyển loại cái khẩu nhỏ xíu xíu luôn. Cây này thì nói chung là nó không có hiệu gì trơn, nó chỉ có chữ vậy thôi nè. Nó mà nó còn mới, khá là mới nha. Này thì gơ thì cũng ít, không có nhiều. Ngon lành. Một cây nối ngắn, một cây nối dài. Với một cái đầu chỉ với cái lắc léo nè. Nè, cái lắc này, ủa này cứng quá vậy. Này hơi cứng á, về mà lấy ra nha mấy anh. Này hơi cứng mà có này hơi cứng xíu. Cái cục này là cục chuyển nha. Chuyển cục bự qua cục nhỏ. Nè, khẩu 3/8 nè, thường thường mấy cái này nó không có hiệu hôn mấy anh ơi, nhỏ nhỏ là nó không có hiệu. 3/8 nha. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21. Rồi, chuyển qua 1/4 là nó gồm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đó, ở như đầu đó nha. Rồi, với cục này nè, cục lắc lắc nè, với cục chuyển. Thì nói chung là mua nhiêu đây là mấy anh có thể sử dụng đúng rồi. Thì có thể sử dụng bự nhỏ luôn. Cũng rất là tiện luôn á. Rồi, mã này là mã 54, 350. 350.000. 55. Một cây mỗi đất gan hiệu MCC, cây này 3 tấc nha mấy anh. Còn thẳng, còn lò xo nè, lò xo búng nè.
Đó, gân nè, gân cỏ nè. Gân cỏ còn ok con dê luôn, quá đẹp. Ngoại hình cũng đẹp. Ừ, gân vô ngon lành ha. Rồi, cây 55 này em bán giá 220.000. Gân đẹp lắm anh ơi, gân đẹp. À, cây này mã 55 nha, 220.000 bao ship. 56, cây này đẹp hơn nữa. Cây này là hiệu gì? Không biết luôn. Giác gì nè. À, cây này là nó để 14 phẩy phẩy. 14 2 phẩy là cây này 3 tấc hả ta? 3 tấc rưỡi hả? Chứ em nghĩ cây này 3 tấc rưỡi á anh. Lò xo còn bún nè. Lò xo bún ngon lành. Cái này á, cái dạng mà nó dày lắm. Hỏi em có bán còn. 12 là nó 3 tấc á. Đồ xị nãy giờ dặn ngược. Hàng gì nó cứ ngắt, anh dặn cái ơi. 3 tấc 55 á. 3 tấc 55 hả? 14 mình là 3 tấc 55, đây nhận anh. Nè, dặn sao? Đúng vậy. Sao anh nhận nhẹ vậy? Đưa đây. Đưa anh nhận ngay cho. Nhận nhiêu đó được rồi. Nhận nhiều đi. Để đây. Trời. Đưa đây. Đây. Nói chung là cây này mới lắm anh. Mới giống như nó sử dụng mới có một lần. Không tin về mấy anh coi cái lần này nha. Còn nước sơn ghim nguyên luôn, nguyên hiện luôn. Này là 3 tấc 55 hay gì đó. Nè găng nè. Găng nói chung là cũng còn khá là đẹp. Nó còn chôm chổm luôn nha. Đó. Ở trên nè. Cũng còn chôm chổm luôn. Hồi sau còn muốn tèo tèo. Ừ, mã 56 con này em bán giá 280 nha. Nước sơn ghim còn nói chung nhiều lắm á. 280.000 bao ship. Rồi tiếp mã 57 giá 330.000. Cây này size 4 tấc rưỡi hiệu hit. Logo nền hình nội địa Nhật, da băng luôn đó. Cây này thì nó cái cây thì nó cũng thẳng băng băng luôn. Lò xo còn bún tèo tèo luôn. Lò xo bún nè. Đó, lò xo bún ok nha mấy anh. Găng nè, găng thì nó có một cái lằn ở giữa vậy đó chứ không phải là nó cắt nha, nó là bóng nó y như vậy đó. Cái này thì nó hơi bị sẹo xíu, là có chút xíu xíu thôi, không thành vấn đề gì hết đó. Này găng trên nè, găng trên thì nó cũng hơi cấn cấn xíu thôi chứ nó cũng còn chôm chỏm luôn nó. Cây này thì nói chung là cũng đẹp trắng nè. 57 giá 330.000 bao ship. 58 mấy cây có dòng nè em thanh lý mấy ơi. Em lựa hết ga thiệt tình luôn. Nó mệt quá. Đợt này về dính nước thì nó hơi xét xét vậy nè. Mấy cái cây này thì nó không có điều số nha. Nó trùng số rất là nhiều luôn á. Nè 22 19 hiệu Đai Me. Này đai e nữa nè, 19, 17. Nhưng mà em nghĩ là mấy dòng này còn dặn được hết. Găng là còn dặn được hết nha mấy anh. Hiệu Igo 23, 26 21, 23. Rồi cái này nhiêu? 17, 19 22, 24 26, 21 hiệu top. 17, 19 cây này hơi cong nha. Có cây cong. Còn cái này không biết nhiêu luôn, mà có da băng không biết nhiêu luôn. Đó, 1 cây, 2 cây, 4, 6, 8, 9 cây. Mã 58 giá là 230.000. Xét là xét vậy chứ cái găng còn nguyên, găng còn ngon lành. Rồi, 59 móc an toàn. Nè, móc an toàn còn ok ha. Bóp nó mới vô nghe mấy anh. Nội này bóp mình đẩy ra mới ra hay gì á. Đúng rồi, loại này đẩy ra nó mới ra. Đó. Đây. Với một cái cục này rất là xịn luôn. Cái này có chữ gì nè. Có chữ Nhật luôn. Móc này ngộ lắm mấy anh. Mình phải đẻ, đẩy cái này. Móc này nó hơi ngộ xíu. Nó mình hơi kéo này vô. Mình kéo nó vô xong rồi mình mới đẩy cái chốt an toàn vô được nha. Đó. Nè, chứ vậy mình bóp vô đâu được nè. Thấy không? Nó đâu vô được, mình phải đè xuống cái này xuống rồi mình bóp đi vô. Đó. Còn cái này thì nó có bánh xe. Có lò công dây vô đây hay gì á.
Nó lòn hay gì mà nó không biết luôn, nguyên cục vậy nè. Rồi, 5960 ngàn. 60 đục, 5 cây đục nha mấy anh. Giá là 150. Cây dài nhất luôn là 3 tấc, 1 tấc 6, 1 tấc 9, 1 tấc 8 với 1 tấc 7. Nó gồm là 2 cây dẹp, 3 nhọn. Đục nói chung mấy cây này cũng còn đẹp không à, poly sạch sẽ rồi, về chỉ sử dụng thôi. 61, giá 150 nha mấy anh. Ủa 60, 150. 61, 1 cây rìu. Cái búa mấy anh. Búa này búa nhìn lạ ha, nhìn đẹp. Búa này đẹp lắm, về mấy anh mài lại nhức nách luôn. Phải mài lại nha. Cây này cái bảng nè, tấc 1. Cao lên, tấc 1 cũng tấc mười mấy luôn. Thiệt, về mài lưỡi bén cái là đẹp nhất nách liền. Nó hình cái vậy nè, là cái rìu nó vậy nè mấy anh, hình vậy nè. Đó, hiếm lắm á, phải có cán là mấy anh hình dung ra luôn. 61, giá 150. 62. 62, một cây búa tạ. Cái búa này nặng 4,9 kg nha mấy anh, cân cả cán luôn, cán dài. Cán này dài ngồi còn ngon, xài ngon luôn. Cán này 6 tấc 3 nha, chiều dài 6 tấc 3. Còn cái búa này em cân hết nặng hết luôn là 4,9 kg. Này, nó có khắc chữ gì của nó nè. Bên đây có khắc chữ Nhật luôn. Đó. Có mộc luôn, để số 10. Mộc là để số 10, bên đây có mộc nè, thấy không? Đầu đóng nè. Nói chung là có dấu thôi, chứ còn ok, không có mất thịt đâu hết trơn. Coi, búa này em bán giá 400, bao ship luôn, mã 62 400. 63. 63, 3 cây búa, 1 cây búa đóng nhũ đinh, 1 đầu đóng. Đóng này thì nó hơi dấu một xíu nha anh, đầu nhũ đinh ok. Cán cái mũ à, sắt nha. 1 cây búa gò, cây này 500 g. Còn cán ok, 2 đầu gò còn đẹp nha. 1 cây búa tạ, cây búa này thì nó để là 1,3 kg, có mộc. Hai đầu đóng, còn ok con dê luôn, cán ngon lành luôn. Mã 63 nha, 250, bao ship. 64, 3 cây, giá 230 ngàn. 1 cây búa đắp đầu thép 225 g, có mộc nha, đắp đầu thép thiệt nha. 1 cây búa gò, cây này không biết nhiêu trăm gram, không biết luôn nữa. Ờ, 300 g nè. 2 đầu gò đẹp nha, 2 đầu gò dẹp, cán luôn. Một cái búa này, búa tạ 1,35 kg, có mộc nè. 2 đầu còn ok, cán còn ngon lành luôn. 3 cây giá là 230. Mã 64, 230 ngàn. Nè, 65, 130 ngàn. 3 cây búa thun, 1 cây búa này búa thun mềm 1 cây. Cái này là cây búa thun cứng nha mấy anh, hai đầu này nói chung cũng còn đẹp nè, thấy không? Búa thun vậy là đẹp lắm rồi. Hai đầu này cứ ngắt rồi nha. Này búa thun mềm, 1 cây búa cán cây. Đó. Rồi 3 cây 130 ngàn, mã 65. 66. 3 cây luôn. Cây này làm bằng sợi thủy tinh nè. Ủa, phải không? Sợi thủy tinh nè. Đó, một cây búa này đóng hai đầu luôn, hai đầu đẹp luôn nha mấy anh. Cây này còn đẹp quá đẹp. Cán còn ngon lành luôn. Một cây búa nhổ đinh. Cán này là cán sợi thủy tinh. Đầu nhổ đinh nè, đẹp. Đầu đóng còn đẹp luôn, quá đẹp luôn. Ừ. Cái này, một cây búa gò 500 g. Cán còn, hai đầu dẹp hết nha, đẹp luôn á. Mã 66 giùm em ha, 170 ngàn. 67, xà cày. Đầu tiên một cây xà cày nhỏ size 2-6 hiệu Baruma nha, hình con rấu nha, made in Japan luôn. Miệng đẹp nha mấy anh. Nè, đầu nhỏ đẹp. Rồi một cây này á, là một cây cái dạng mà xà cày dẹp nha, một đầu nại, một đầu nhỏ. Cây này size 5 tấc. Miệng nè, bên đây xấu một xíu, đó thấy không? Nhưng mà miệng đầu nhỏ còn đẹp, không có dấu luôn. Rồi cây này là size 5 tấc rưỡi. Cây này size 5 tấc rưỡi, sắc dẹp luôn. Một đầu nại còn đẹp ha. Đầu nhổ đinh nè, nhức nách. Đó. 3 cây, giá 230 ngàn. Mã 67, 230. 68, một cây kìm cắt cộng lực. Cắt cành cộng lực nha mấy anh. Cây này hiệu gì không biết. Có để nè.
cán cái này, cái này là nó, là nó cán này cán nhôm nha mấy anh, đẹp lắm, cán còn đẹp nha. Nè chiều dài đo hết luôn đi, đo cái cán thôi, cái cán là 5 tấc 35, còn cái lưỡi nè, đo hết lưỡi cái cán luôn đi cho mệt quá. 6 tấc 8 nha rồi, chiều dài hết luôn rồi, 6 tấc 8 nha, lưỡi này mới lắm. Trời ơi, lưỡi chưa xài, bén bén. Lưỡi chưa quá bén luôn mẹ ơi, lưỡi chưa mẻ, chưa xài luôn. Rồi cây này em bán giá 380, mã 68 nha, chưa sử dụng. 69, lưỡi lềm, 1 cây, 2 cây. Cây này có găng, còn nhiêu còn lại là mài được hết nha. Ừ, có mỏ không nhọn thôi chứ nó còn ok hết nè, cũng có mẻ nữa nhưng mà mấy anh mài nha. Cán dài nó có chữ luôn, nhật luôn nè. Ừ, cái lưỡi là chà bá luôn. Rồi 69 như đây nè, 2, 4, 6 cây, 69, 160. 70, cây thuốc ế. Ủa, 7 cây, cái cây này ế, cái bộ này ế. Giờ bán giá 200.000, bao ship nha, mã 70. Này là clip trước nha mấy anh, lưỡi đẹp mà. Lưỡi này vậy mấy anh mài cái đi là ngon lành liền. Còn lại là còn ok, cán cán nhôm. Chiều dài 5 tấc 4 nha mấy anh. Còn cái thưa cái cưa này nè, hình giống như chưa xài luôn á. Lưỡi bên đây lưỡi nhuyễn nhưng mà nó còn chưa xài, còn mới lắm nè. Sáng dớn luôn, thấy em chổng luôn. Ừ, sáng lắm. Rồi nha, 70, 200 bao ship. 71, bay bữa nay là em gom hết luôn, em bán luôn đó. Một cây bay bắt chỉ nè, chỉ mà nó bầu nha. Cây này cũng bắt chỉ nữa nè, cây này cũng bắt chỉ luôn. Cây này, với cây này, cây này hơi mỏng nha. Cây này thì dày nè, dày cua luôn. 1.800.000. Là nhiêu cây vậy trời? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái này thì nó không có cây. Về mình này mà nó mang làm vô mẹ em ha. 10. Một cái này 11 12 13 14 15. Cái này chưa sử dụng. Nó gom hết luôn rồi. 15 cây, mã 71, 160. Hả? 72. 72 là cái đội nha mấy anh. Đội này không biết. Đội này đội kêu đội gì? Đội này 2 đội, tấn. Đội gì? Nó 2 tấn nha mấy anh. Nó được một tầng lên, mình dặn ốc lên được một chút. Mini, nhỏ gọn, bỏ vô xe được nè. Ngon lành. Còn lên ok. Rồi. Hết lóc. Này tại vì sự kiểu 7 tiên cũng đẹp. Ti thì nói chung là cũng còn sáng mà anh ơi. Ừ, ti còn sáng dớn à. Rồi hết lóc rồi. Hết xe bóp kêu phèo luôn. Cái này xa cao lên 3.4 nha mấy anh. Cao lên hết lóc luôn 3.4. Rồi mình xả ốc xuống rồi mình em đè hơi xuống rồi. Xả mấy xuống, không xả không xuống. 32. Đó, sao không xỉ lên? Dạ. Gì kỳ cha. Hi. Bị dồn hơi. Hả? Bị dồn hơi nhỉ? Đó. À, bị dồn hơi đây hả? Có lỗ hơi xả nữa hả? Ừ. 72 nha mấy anh, 350 bao ship nha, 2 tấn lắm á. Nhỏ mà nó có vỏ, 2 tấn ghê hồn. Rồi tiếp. Đó. 73. Ô xà bần là hết anh em anh, hai có bảy mấy món thôi, ít cũng ít, không có nhiều không nha. Cái này không biết nó có xài được không, em thấy vô đại luôn á. Cây này nè không biết có sử dụng được không, em thấy vô đại á. Hơi cứng cứng làm sao vậy, mới làm được mới sử dụng nha, bị gãy một khúc à. Cưa mấy lưỡi cưa nè, máu ghi nè, cây này cái gì nhọn đót trời, cưa nữa, kéo. Mấy cái này nói chung là mấy anh về phải chỉnh lại mới sử dụng được nha mấy anh. Búa nè,
kèm. Có cây quả này nè mà nó bị cong rồi, không biết sửa được không nữa. Kéo nha. Kèm hai nắp chìa khóa nha. Đây. Vít chìa khóa không ạ? Cái này là chìa khóa không á? Đây là đồ khua bia. Rồi hết nha mấy anh. Trời ơi cây này chưa sử dụng luôn nè mấy anh ơi. Mã 73 hết nha mấy anh ơi. Anh nào thích món nào thì cứ gọi điện chốt món đó nha. Thì tới đây thì em kết thúc video. Xin chào tạm biệt tất cả mấy anh mấy chú. Hẹn mấy anh mấy chú trong video sau của em nữa nha. Bye bye.